bán chung cư mini, kinh doanh cho thuê. Cạnh Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải. Cách Hồ Văn Quán 5 phút đi xe. Gần 5 trường đại học lớn. Giao thông kết nối Trần Phú, Nguyễn Trãi. Vị trí đuổi đi không hết khách. Chiều khúc 45m vuông xây 6 tầng. Dòng tiền 500 triệu. 10 phòng cho thuê. Thang máy. Sổ đỏ chính chủ đang cất két sẵn hàng giao dịch. Nhìn bề tỷ. Đã trang bị đầy đủ trang thiết bị. Đang cho thuê kín phòng. Một số hình ảnh phòng điện hình. Ngoài ra tôi còn rất nhiều tòa nhà. Từ 50 đến 200 mét vuông có dòng tiền mạnh. Trên toàn Hà Nội,